Này thiện hiện, Đại Bồ Tát vì quán sắc xứ tịch tịnh có thể phá hoại, chẳng tự tại, thể hư vọng, chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa. Vì quán thanh hương vị xúc pháp xứ tịch tịnh có thể phá hoại, chẳng tự tại, thể hư vọng, chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát vì quán nhãn giới tịch tịnh có thể phá hoại, chẳng tự tại, thể hư vọng, chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa vì quán nhĩ tĩ thể thân ý giới tịch tịnh có thể phá hoại chẳng tự tại thể hư vọng chẳng chắc thật nên hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát vì quán sắc giới tịch tịnh có thể phá hoại chẳng tự tại thể hư vọng chẳng chắc thật nên hành bát nhã ba la mật đa vì quán thanh hương vị xúc pháp giới tịch tịnh, có thể phá hoại, chẳng tự tại, thể hư vọng, chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát vì quán nhãn thức giới tịch tịnh có thể phá hoại chẳng tự tại thể hư vọng chẳng chắc thật nên hành bát nhã ba la mật đa vì quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới tịch tịnh có thể phá hoại chẳng tự tại thể hư vọng chẳng chắc thật nên hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát vì quán nhãn xúc tịch tịnh có thể phá hoại chẳng tự tại có thể hư vọng chẳng chắc thật nên hành bát nhã ba la mật đa vì quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc tịch tịnh có thể phá hoại chẳng tự tại thể hư vọng chẳng chắc thật nên hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát vì quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tịch tịnh có thể phá hoại chẳng tự tại thả hư vọng chẳng chắc thật nên hành bát nhã ba la mật đa vì quán các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra tịch tịnh có thể phá hoại chẳng tự tại thể hư vọng chẳng chắc thật nên hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát vì quán địa giới tịch tịnh có thể phá hoại chẳng tự tại thể hư vọng chẳng chắc thật nên hành bát nhã ba la mật đa vì quán thủy hỏa phong không thức giới tịch tịnh, có thể phá hoại chẳng tự tại, thể hư vọng chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa, này thiện hiện đại bồ tát vì quán vô minh tịch tịnh, có thể phá hoại chẳng tự tại, thể hư vọng chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa, vì quán hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não tịch tịnh có thể phá hoại chẳng tự tại thể hư vọng chẳng chắc thật nên hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện ông hỏi đại bồ tát vì sao nên dẫn bát nhã ba la mật đa đại bồ tát giống như dẫn cái không của hư không nên dẫn bát nhã ba la mật đa này thiện hiện ông hỏi đại bồ tát vì sao nên tu bát nhã ba la mật đa đại bồ tát giống như tu cái không của hư không nên tu bát nhã ba la mật đa